Ôi, mấy chiếc này chạy kinh khủng thiệt. Xà lan này chạy ghê thiệt. Rồi cái chiếc tàu kéo này kéo một lượt hai cái bon luôn nha các bạn, chạy dữ lắm à. Thấy rõ là biển số nằm ở đâu ha. Kéo một lượt một hai cái bon cát luôn. Bên kia là tàu đánh cá ha. Thôi mình quay hai cái bon cho các bạn xem nè. Đây một cái nè, đây phía sau buộc thêm một cái nữa, hai cái nha. Rồi Thái Lan quẹo đường này. Rồi chiếc này chở đá nha. Quá chừng, bữa nay tấp nập trên sông luôn nha các bạn. Chuyến ở Bến Tre nha. Kéo chiếc này kéo cùng lúc hai cái bon luôn. Và bên đây chiếc tàu đẩy bon cát nữa nè các bạn ơi, đang chạy chuẩn bị quẹo vô nữa nè. Ôi, tàu đánh cá qua mặt mặt cái bên đây rồi. Rồi xem tàu kéo một cùng lúc hai cái bon này quẹo lên rồi đó các bạn. Bên này chiếc tàu đánh cá chạy cũng rất là bạo nè các bạn ơi, sáng sáng nước hết nè, đi chung một cặp quá. Ghe Bình Định. Wow, Hino, Hino, tiếng máy Hino. Hai cái bon tàu nè. Đây bên đây thì chiếc tàu đẩy bon cát nha các bạn, đang chạy rất là chậm luôn ha, đang di chuyển rất là chậm để quẹo vào dàm Kỳ Hôn nha. Bên đây là tàu Bình Định. Và wow, chúng mình chạy sáng nước đẹp quá ha. Ở bên đây thì cũng có một chiếc mà Bình Định luôn nè các bạn, mà màu xanh ha. Đây ghe này ghe câu quá vậy, này cũng Bình Định nữa nè. Đây, hiện tại bây giờ nước ở đây là đang chuẩn bị đứng đứng ha, bắt đầu những chiếc tàu đẩy bon này bắt đầu nhổ neo chuẩn bị di chuyển vô nè các bạn ơi. Đậu bên đây nè, đậu cặp cặp bên đây rất là nhiều nha. Đó, bên đây là ghe câu Bình Định lúc nãy nè.
Đây là hai cái vàng bóng đèn ha, bóng đèn. Sóng dữ à. Đây cũng tàu để bon đang neo đậu nữa. Bên đây có chiếc tàu đẩy bon cát bằng sắt nè, đang chuẩn bị quẹo vào dàm nè các bạn. Ôi, chiếc ghe phía sau dập sóng dữ à. Và wow, chiếc xà lan này chở rất là khẩm luôn nha các bạn. Và đây gặp thối bon hết ghê trời. Xà lan này cỡ nhỏ nha, chạy sát bên cái mép bờ bên kia luôn nha các bạn. Bục cát. Và wow, những chiếc xuồng ghe trên đây chạy ngập lúc chỉ không thôi, quá nguy hiểm. Chiếc này cũng vẫn là đâm ngang sông luôn nha. Đây tiếp tục mình xem chiếc xà lan bên đây chở nè, chạy dèo dèo luôn nè, chạy rất là giọt nha các bạn. Ôi phía sau cái này còn chắc cỡ 5 tấc nữa, quá 5 tấc là tới cái mấy ở trên nè. Sóng nó đánh nhảy tưng tưng nè, sóng đánh nhảy là tới luôn á. Chợ quá chừng khẩm nha. Ở bên đây thì có chiếc tàu đẩy cái bon đang đẩy quẹo vô, cũng vẫn là đẩy ngang sông luôn nè các bạn, từ cái sông bên kia đẩy qua sông bên đây luôn nha, đang ngang sông. Chiếc nào ở Long An nha các bạn, tàu bằng sắt, cái bên bằng gỗ. À, bắt đầu mình xem cái chiếc ghe gì hay gì bên đây nè các bạn ơi, chạy rất là bạo luôn nè, nó mất tiêu rồi. Đây, ui chiếc này xà lan thứ cái kiểu lúc nãy chở khẩm khẩm đó các bạn, chạy sát mấy bờ bên kia. Ôi, mấy chiếc này chạy kinh khủng thiệt. Xà lan này chạy ghê thiệt. Ôi, xà lan này lấy đầu vô rồi.